thì các anh chị em cứ tiếp tục nhé. Và chúng ta hãy điền lên khung chat xem là ngày hôm nay chúng ta đã vượt hơn với lần trước là bao nhiêu cái, để xem được là chúng ta đã nhanh hơn và chúng ta đã làm được, hoàn thành được cái mục tiêu của chúng ta là được thêm bao nhiêu phần trăm ạ, đúng không ạ? Vâng, xin phép cả nhà thì ngày hôm nay Lan Lan sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta vào cái chương trình lên mục tiêu. Thì ở trong BC của chúng ta, khi mà chúng ta lên mục tiêu thì chắc chắn là mọi người sẽ có cái sự hoàn thành cái công việc của mình một cách hoàn toàn khác. Và cho Lan hỏi là sáng ngày hôm nay là ở trong Zoom của chúng ta hiện tại đang có rất là nhiều các anh chị em. Thì không biết là có anh chị em nào là người mới không ạ? Chúng ta là người mới thì mới tham gia một ngày, hai ngày hoặc một tuần hoặc là hai tuần chẳng hạn. Thì cho Lan xin số 2 nhé. Rất là nhiều người mới ạ. Dạ vâng, vậy thì những anh chị em mới là những người cũ thì chúng ta đã biết cách lên mục tiêu rồi, thì các anh chị em có thể tắt mic để chúng ta lên mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay. Và với những người mới thì hôm nay Lan sẽ đồng hành cùng với các anh chị cái cách để chúng ta lên mục tiêu ở trong BC nhé. Và tại làm sao mà chúng ta phải lên mục tiêu? Bởi vì cái mục tiêu đó là cái hành trình, là cái con đường, nó sẽ đưa cho chúng ta đi một cách đúng đắn nhất, một cách dễ dàng nhất. Và nó là một cái tấm bản đồ, là cái mũi tên thẳng tiến tới đích. Và nó sẽ thiết kế được cho cuộc đời của chính chúng ta. Và khi mà chúng ta có những cái mục tiêu, không phải tự dưng mà lên mục tiêu, nó là ở ai đó đưa ra, mà đây nó là một cái mục tiêu mà ở nước ngoài, đúng không ạ? Đây là ở ngoài nước ngoài, chúng họ đã họ đã biết được là cách thiết lập mục tiêu nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái đi đúng đắn như thế nào. Và trong cái mục tiêu của chúng ta thì bao giờ cũng phải có ba cái mục tiêu. Thứ nhất nó là cái mục tiêu dài hạn, mục tiêu trung hạn và mục tiêu ngắn hạn. Thì lý do tại sao thì cái mục tiêu dài hạn chúng ta đưa ra, đó là cái mục tiêu cuộc đời của chúng ta, đó là để xác định được mục tiêu của cuộc đời thì chúng ta sẽ đặt ra cho mình một câu hỏi. Nếu như trong cuộc đời này tôi chỉ cần làm một việc mà đối với việc này chúng ta đã cảm thấy hạnh phúc nhất thì đó là việc gì? Và nếu như hôm nay mình không làm được việc này thì tôi sẽ cảm thấy hối tiếc nhất đó là việc gì? Và thứ hai, khi mà chúng ta đưa ra những cái mục tiêu dài hạn như vậy, ví dụ như là 3 năm, 5 năm chúng ta sẽ mua được một ngôi nhà, hay chúng ta là muốn mua một chiếc ô tô, hay chúng ta làm một cái mục tiêu nào đó mà trong cái khả năng của chúng ta có thể làm được, thì mọi người hãy đưa ra và chúng ta chia nhỏ ra nó với cái mức là ngắn hạn hơn, nó là trung hạn. Thì khi chúng ta chia nhỏ ra như vậy thì chúng ta sẽ có rõ ràng cái con số là ngày hôm nay, một năm nữa, rồi đến một tháng nữa. Chúng ta chia càng nhỏ thì cái mục tiêu của chúng ta nó sẽ thực hiện được mục tiêu lớn một cách dễ dàng hơn. Thì cái mục tiêu ngắn hạn là chúng ta sẽ chia xuống là còn tháng, tuần và ngày. Thì cái mục tiêu như vậy thì các anh chị viết rõ ra quyển sổ của mình, rồi chúng ta thực hiện từng bước một. Và khi mà chúng ta được thực hiện được đến mục tiêu nào, chúng ta đánh dấu vào mục tiêu đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy có cái cảm giác là hoàn thành được cái mà chúng ta đưa ra. Và thậm chí kể cả khi các anh chị đưa ra cái mục tiêu của mình và một thời gian chúng ta bất chợt chúng ta nhìn lại thì không nghĩ được rằng là chính bản thân chúng ta là người đã có thể hoàn thành được cái mục tiêu mà phải nói là không nghĩ được là chúng ta có thể làm được, đúng không ạ? Và với cái mục tiêu thì chúng ta phải có cần đủ năm cái yếu tố SMART đó. Thì thứ nhất đó là phải chi tiết, cụ thể và phải rõ ràng. Cái thứ hai là chúng ta phải đo lường được cái khả năng mà chúng ta thực hiện được cái mục tiêu đó. Và cái thứ ba là nó phải có tính khả thi, và cái thứ tư là nó phải thực tế. Chúng ta không thể nào mà đưa ra cái mục tiêu mà nó quá xa vời hoặc là quá cái khả năng của mình, thì nó không phù hợp với cái mà mình có thể làm được, thì cái đấy nó sẽ chỉ làm cho chúng ta là có thể đến khi mà chúng ta sẽ thấy nản và không thực hiện được nó, và chúng ta sẽ bỏ cái mục tiêu đó một cách nhanh chóng. Và cái thứ năm là chúng ta phải đưa ra cái thời gian hoàn thành. Cái thời gian hoàn thành rõ ràng nhất là trong bao lâu là chúng ta hoàn thành được. Ví dụ như là các anh chị đưa ra khi mà chúng ta tham gia vào BC là chúng ta sẽ hoàn thành là mức 1 sao, 2 sao hay là 3 sao, hoặc là tổng đại lý, thì chúng ta trong thời gian bao lâu. Thì khi chúng ta đưa ra cái thời gian hoàn thành như vậy thì các anh chị sẽ thực hiện được một cách là hiệu quả nhất. Và đối với trong BC của chúng ta thì chỉ có hai việc duy nhất, đó là việc bán hàng và chúng ta chia sẻ mô hình
kinh doanh của BJ đúng không ạ? Thì cái việc tuyển dụng thì sau bao lâu đó? Thì sau bao lâu thì chúng ta sẽ tuyển dụng là cái đội nhóm của chúng ta là bao lâu? Thì khi mà chúng ta đi một mình thì cái câu nói chắc chắn là ai cũng biết rồi ạ. Khi chúng ta muốn đi nhanh thì chúng ta đi một mình, còn chúng ta đi xa thì hãy đi cùng với đồng đội. Chính vì vậy mà chúng ta hãy chia sẻ tất cả với những mối quan hệ, với những bạn bè, với anh chị em của chúng ta về cái mô hình của BJ, và biết đâu đó chúng ta sẽ gặp được những người có cùng chí hướng với chúng ta, là họ cũng thích một cái mô hình giống như là của BJ, rồi giống cái cách kinh doanh của chúng ta là đơn giản nhẹ nhàng, đúng không ạ? Và cái mà về việc bán hàng thì sau bao lâu chúng ta sẽ có thu nhập? Thu nhập là khoảng bao lâu? 5 triệu, 10 triệu hay 15 triệu? Thì cái đó là chúng ta cũng có cái kế hoạch rõ ràng. Và khi mà ở trong BJ như thế này thì chúng ta xác định được cái mục tiêu hàng ngày là khoảng là chỉ cần chúng ta chừng rõ ràng nhất là 3 đến 5 việc. Bởi vì chúng ta đang làm những cái công việc ở bên ngoài, nó có là cái công việc chủ yếu. Còn với BJ chúng ta hãy dành cái thời gian là thời gian rảnh, đúng không ạ? Thời gian rảnh thì chúng ta hãy xác định xem cái thời gian nào mà chúng ta đồng hành cùng với BJ, thì chúng ta hãy tập trung vào việc đó. Thì khi mà chúng ta đánh số thứ tự ưu tiên là việc nào cần phải quan trọng làm trước và việc nào quan trọng nhưng quan trọng và chúng ta cần hoàn thành sau, thì chúng ta cũng đánh dấu vào trong cái quyển sổ hoặc cái một cái nào đó mà anh chị đánh dấu, ví dụ cả trên điện thoại chúng ta có thể mang đi khắp nơi và đánh dấu sau khi mà chúng ta hoàn thành cái mục tiêu đó. Và chỉ cần mà chúng ta hoàn thành 1 cho đến 2 việc thôi, nhưng cái việc này nó sẽ giúp cho chúng ta là hoàn thành mục tiêu mỗi ngày, thì chắc chắn là các anh chị sẽ thấy là có một sự happy vô cùng luôn ạ. Và mỗi một buổi sáng mà chúng ta đã đưa ra cái mục tiêu cho mình như vậy thì các anh chị sẽ là làm là hoàn thành được cái gì đó, một cái mục tiêu, một cái kết quả, và buổi tối chúng ta cảm thấy sự thành công và sự để chúng ta tiếp tục đặt cái mục tiêu của ngày hôm sau một cách là gọi là phải cực kỳ cảm thấy là thoải mái, đúng không ạ? Vâng, và không biết là những anh chị em nào chúng ta đã lên xong cái mục tiêu thì chúng ta có thể là điền lên khung chat để cho các upline của mình có thể nhìn thấy và họ sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Vâng, và cái buổi sáng ngày mỗi một ngày là chúng ta lên mục tiêu như thế này thì chúng ta sẽ có một cái thói quen rất là hay, đúng không ạ? Và trước đây Lan thì khi mà chúng ta chưa tham gia vào trong BJ thì không có mục tiêu rõ ràng, có nghĩa là có mình chỉ có nghĩ là mình nghĩ ra cái gì thì mình làm cái vậy thôi, chứ không có ghi rõ ràng ra một quyển sổ hay là có viết ra một cái album ở trong cái điện thoại của mình đâu ạ. Chỉ là làm lan man, thành ra nhiều khi là có những cái công việc mình bỏ qua luôn và cũng chưa có một cái đề mục cho mình là cái hôm nay là mình phải làm cái này, mình làm phải làm cái kia. Cho nên là đến khi mà có duyên với BJ và biết đến BJ thì đã hiểu được rõ hơn về cái cách là mình phải lên mục tiêu hàng ngày. Và ở đây thì Lan cũng có thấy là các anh chị đã điền lên cái khung chắc của là có những cái mục tiêu của mình rất là rõ ràng và cụ thể, thì chúng ta có thể là viết rõ các thời gian, đúng không ạ? Thời gian chúng ta tiếp xúc rồi chia sẻ với khách hàng là về mô hình kinh doanh hoặc là về sản phẩm, đúng không ạ? Có rất là nhiều người đã chia sẻ rất cụ thể đấy ạ. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và buổi sáng ngày hôm nay thì các anh chị em đã nhìn thấy ở banner rồi ạ. Chúng ta đã thấy là sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ được tiếp xúc với nhà cung cấp và được giao lưu. Thì tất cả các anh chị em chắc chắn là chúng ta đều biết cái nguồn nước, đúng không ạ? Cái nguồn nước là rất là quan trọng với tất cả chúng ta. Nhưng để mà biết được cái nguồn nước nó còn có tác dụng như thế nào thì và từ một cái sản phẩm nước, đúng không ạ? Đó là cái sản phẩm nước pi ở trong BJ của chúng ta, rất là nhiều anh chị em quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, đúng không ạ? Thì đối với Lan thì cũng được tiếp xúc với cái dòng nước pi này. Thực ra là gia đình nhà mình thì cũng chưa có cái cơ hội để sử dụng đến, nhưng mà đã có người nhà họ đang sử dụng cái dòng nước này, và khi mà thực sự khi mình trải nghiệm cái dòng nước này mình cảm thấy nó khác hoàn toàn so với cái nước mà mình dùng bình thường, đúng không ạ? Và Lan cũng có tham gia học vài cái buổi học của bên sản phẩm nước pi và biết được rằng cái sản phẩm nước pi nó đã giúp cho cái cơ thể của chúng ta có cái khỏe, cái sức khỏe khác hoàn toàn so với việc là chúng ta chỉ dùng nước bình thường, và được hiểu hơn, nắm bắt được nhiều cái kiến thức hơn về cái nước nước pi này. Và buổi sáng ngày hôm nay
chúng ta được giao lưu và được sẽ được hiểu hơn về cái dòng sản phẩm này qua chuyên gia của thế giới hợp nước, và anh sẽ là người sẽ chia sẻ cho chúng ta biết kỹ hơn về cái tác dụng của cái nước pi khi mà chúng ta đang ở trong một cái môi trường là dịch Covid rất là nhiều, đúng không ạ? Thì ai ai cũng đang rất là mong là cái cơ thể của chúng ta có cái sức đề kháng tốt hơn, rồi chúng ta dùng những cái những biện pháp như nào từ cái dòng sản phẩm nước pi để cái cơ thể của chúng ta có thể là khỏe mạnh hơn nữa. Thì xin mời đến đây là anh Đức Sáng, sẽ là người chuyên gia về bên dòng sản phẩm của thế giới đọc nước, sẽ lên đây với chúng ta và chia sẻ cho chúng ta biết cái cách mà chúng ta hiểu rõ và cũng như là cái mức tốt, phải gọi là cực kỳ tốt về cái dòng thuận sản phẩm nước pi. Xin mời anh Sáng sẽ chia sẻ đồng hành với chúng anh chị em chúng ta buổi sáng ngày hôm nay ạ. Xin mời anh ạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn cái phần giới thiệu của chị Linh Lan nhé. Xin chào tất cả các anh chị, em là Lê Đức Sáng, em là chuyên viên của chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước. Và lần đầu tiên thì cho phép em được gửi tới toàn thể tất cả các anh chị đại lý tham dự cái buổi sáng ngày hôm nay một lời chào trân trọng và một lời chúc sức khỏe các anh chị nhé. Thì hiện nay Hà Nội đang thực sự là ngoài miền Bắc hiện nay đang rất là lạnh, đúng không ạ? Vừa mưa vừa gió, nhưng mà cũng rất là cảm ơn cái phần thể dục buổi sáng, cái phần đầu tiên của chương trình đã làm chúng ta em nghĩ đã cảm thấy ấm áp hơn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và cũng như chị Linh Lan vừa giới thiệu thì thực ra thì em nghĩ là trong tất cả các cái yếu tố để có một cuộc sống hạnh phúc ấy thì sức khỏe bao giờ cũng là một ưu tiên hàng đầu, đúng không ạ? Người ta vẫn nói là có sức khỏe thì có tất cả và không có sức khỏe thì không có gì cả. Tuy nhiên cái vai trò, cái ý nghĩa của cái sức khỏe ở trong cái thời điểm đại dịch Covid này thậm chí nó còn có ý nghĩa cao hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Trong thời điểm hiện tại thì em nghĩ là ưu tiên hàng đầu nó không phải là kiếm tiền đâu ạ. Ưu tiên hàng đầu nó không phải là những yếu tố khác, mà trong thời điểm đại dịch này cái ưu tiên hàng đầu là làm sao chúng ta, bản thân chúng ta và gia đình chúng ta có được một cái sức khỏe tốt nhất. Và trong ngày hôm nay em cũng rất là vui mừng sẽ chia sẻ với các anh chị một cái dòng sản phẩm. Tất nhiên là trong chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước có rất nhiều các cái phân khúc sản phẩm và có rất nhiều cái dòng máy lọc nước khác nhau. Với mỗi một dòng, với mỗi một phân khúc thì nó lại có những cái ưu điểm, nó có những cái điểm nổi trội riêng. Tuy nhiên ngày hôm nay thì em sẽ cùng với tất cả các anh chị chúng ta cùng tìm hiểu về một cái dòng sản phẩm. Đấy là dòng sản phẩm máy tạo nước pi của Batech Hàn Quốc. Và thực sự đây là một cái dòng sản phẩm như chị Lan vừa chia sẻ, nó có rất nhiều những cái điểm đặc biệt, nó có rất nhiều những cái điểm khác biệt so với những cái dòng máy lọc nước thông thường mà các anh chị đã từng biết trước đây. Và bởi vì là chắc là đây có rất nhiều các anh chị chúng ta cũng đã được cảm nhận, cũng đã được sử dụng, cũng đã được biết đến với cái dòng sản phẩm máy tạo nước pi này. Tuy nhiên thì còn có rất nhiều các anh chị khác chúng ta vẫn chưa có một cái khái niệm, chúng ta vẫn chưa từng được trải nghiệm những cái đặc tính của nước pi nó khác biệt so với nước thông thường như thế nào. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì em cũng rất là vui mừng em xem cùng với tất cả các anh chị chúng ta sẽ được giao lưu với dược sĩ Thảo Phương ở phần sau của chương trình, và các anh chị chúng ta cũng sẽ được giao lưu với chị Ngọc là một đại lý của bên mình, và chị Ngọc cũng là người đã trải nghiệm với dòng sản phẩm máy tạo nước pi này và sẽ có cái phần chia sẻ ở phần sau. Và trước khi đến với chị Phương và chị Ngọc thì em xin phép tất cả các anh chị em sẽ mở một cái video. Ở trong cái video này thì một bạn công anh, bạn ấy sẽ chia sẻ, bạn ấy sẽ làm những cái thí nghiệm để giúp các anh chị chúng ta có những khái niệm đầu tiên, giúp chúng ta có những cái nhìn đầu tiên về cái dòng sản phẩm máy tạo nước pi này nó có những cái điểm gì khác biệt so với máy lọc nước thông thường qua những cái thí nghiệm rất là thú vị sau đây các anh chị nhé. Và em xin phép sẽ chia sẻ một video nhanh, đoạn video khoảng tầm 10 phút và các anh chị chúng ta tập trung để xem là với cái dòng sản phẩm máy tạo nước pi này nó có những cái điểm gì khác biệt so với cái máy lọc nước thông thường các anh chị nhé. Em sẽ chia sẻ video. Em chào anh chị, em là Em chào anh chị, em là Công Anh, chuyên viên của chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước. Ngày hôm nay thì em sẽ cùng với các anh chị đi tìm hiểu một sản phẩm mới, một sản phẩm đặc biệt có trong chuỗi cửa hàng Thế Giới Lọc Nước, đó là máy tạo nước pi của Batech Hàn Quốc. Hầu hết tất cả các loại nước mà chúng ta sử dụng để uống, để nấu ăn hàng ngày như những loại nước đóng chai, nước đóng bình hay nước qua máy lọc nước thì tất cả những loại nước như vậy đều dùng chung một công nghệ, người ta gọi là công nghệ thẩm thấu ngược RO. Với công nghệ thẩm thấu ngược RO thì lọc ra được nước tinh khiết, nhưng tuy nhiên lại có hai điểm trừ rất lớn. Một là bị mất hết khoáng và hai là bị giảm độ pH ở trong nước. Còn với máy tạo nước pi thì bao gồm có hai phần. Một phần là lọc nước và một phần là điện giải nước.
Với riêng cái phần lọc nước của máy tạo nước Pi nó đã cao cấp hơn so với một cái máy lọc nước thông thường, bởi nó vẫn giữ nguyên được khoáng chất tự nhiên và không làm giảm độ pH ở trong nước. Nhưng tuy nhiên thì nó chỉ chiếm khoảng 5% giá trị trong toàn bộ cái giá trị của máy tạo nước Pi này. Còn 95% giá trị còn lại là đến từ phần điện giải nước, là cái phần mà tất cả các máy lọc nước thông thường không có. Như vậy người ta mới gọi đây là công nghệ điện giải tạo nước Pi. Và nước Pi là gì ạ? Nước Pi là nước mà bao gồm có 4 cái đặc tính sau đây mà nước thông thường không có. Đặc tính đầu tiên, đây là một loại nước mà giàu ion khoáng. Nước Pi là nước có chất chống oxy hóa mạnh. Nước Pi là nước mà mang tính kiềm, và nước Pi là nước mà có cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ. Thì toàn bộ những cái đặc tính này của nước Pi chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường được thông qua một số những cái thí nghiệm mà em sẽ cùng với các anh chị làm ngay ở trên này. Đặc tính đầu tiên là về đặc tính về chất chống oxy hóa ở trong nước. Thì các anh chị hình dung là những cái loại nước mà có chất chống oxy hóa là gì ạ? Là những loại nước có khả năng khử ra các chất gây ra oxy hóa. Khử các chất gây ra oxy hóa. Ở đây thì em có chuẩn bị một lọ dung dịch, đó là lọ dung dịch betadine. Đây là lọ dung dịch dùng để sát khuẩn, dùng để sát khuẩn. Và đây là lọ dung dịch mà có tính oxy hóa cao. Em sẽ nhanh chóng lấy ra một lượng bằng nhau vào trong hai cái cốc nước. Một lượng betadine bằng nhau và hai cốc nước. Đã. Sau đó một bên thì em sẽ cho nước tinh khiết đóng chai đóng bình hay nước lọc qua công nghệ thẩm thấu ngược ERO vào. Và một bên em sẽ lấy nước Pi để chúng ta xem sự khác biệt nhau giữa hai cốc như thế nào. Đó, đây là nước tinh khiết thông thường. Và đây là nước Pi lấy trực tiếp ra từ máy tạo nước Pi đấy. Như anh chị có thể thấy là lưu lượng của nước Pi cũng rất là lớn đúng không ạ? Lưu lượng của máy tạo nước Pi trung bình khoảng 2 lít trên phút, tức là khoảng 120 lít trên giờ đấy ạ. Ngay sau khi chúng ta cho vào đấy ạ, chúng ta sẽ lấy lượng nước bằng so với kích thước công nước mà chúng ta bỏ nước tinh khiết đóng chai đóng bình đúng không ạ? Lượng nước là tương đương nhau. Như anh chị có thể nhìn thấy được là màu sắc giữa hai cốc nước là khác biệt nhau hoàn toàn đúng không ạ? Với cốc nước thường ấy, thì nó có cái màu vàng như thế này, tức là những cái vật chất gây ra oxy hóa ở trong này thì không được nước thường loại bỏ. Trong khi đó là bên cốc mà chúng ta cho nước Pi vào đấy thì nước chuyển sang màu trắng trong, tức là toàn bộ những vật chất gây ra oxy hóa thì đã được nước Pi trung hòa, bởi vì nước Pi có chất chống oxy hóa rất là mạnh. Một số những loại thực phẩm, những cái loại đồ uống mà hàng ngày chúng ta gọi là tốt thì cũng có chất chống oxy hóa giống như nước Pi, như là gì ạ? Như là vitamin C trong cam chanh, hay trà xanh nguyên chất, hay là dầu gan cắn thì đều có khả năng chống oxy hóa như nước Pi. Nhưng tuy nhiên là chúng ta sẽ có một cái ví dụ nhanh như này. Ví dụ nhanh, đây là một lọ vitamin C mà em đã chuẩn bị trước. Chúng ta sẽ lấy khoảng 1-2 viên vitamin C để chúng ta cho vào cốc nước màu vàng ấy. Cho cốc nước màu vàng. Sau đó nhanh chóng chúng ta sẽ khoáng cốc nước màu vàng này lên. Thế chị có thể nhìn thấy được ngay là cốc nước nó biến đổi sang màu trắng trong, đúng không ạ? Tức là trong vitamin C giống như em vừa trao đổi là vitamin C cũng có khả năng chống oxy hóa giống như nước Pi. Nhưng với vitamin C đây là một loại dược phẩm và chúng ta khi chúng ta sử dụng là chúng ta phải sử dụng có liều lượng, đúng không ạ? Chúng ta không thể uống hàng ngày được. Nhưng tuy nhiên là với nước Pi thì chúng ta hoàn toàn có thể uống hàng ngày thay cho nước thông thường. Vậy nên là chỉ bằng việc uống nước Pi hàng ngày thay cho nước thường thôi ạ, là chúng ta đã có một giải pháp giúp làm chậm quá trình lão hóa, oxy hóa. Và bằng việc uống nước Pi hàng ngày thay cho nước thường là chúng ta có một giải pháp để giúp nâng cao hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng. Thì đó chính là đặc tính đầu tiên của máy tạo nước Pi. Với đặc tính thứ hai của nước Pi là một loại nước mà mang tính kiềm. Thì em sẽ nhanh chóng thử với các cái loại nước mà hàng ngày chúng ta thường xuyên gặp. Các loại nước chúng ta hàng ngày thường xuyên gặp trong đó có gì ạ? Đầu tiên đây là nước máy, tức là nước mà chưa qua bất cứ một công nghệ lọc nào cả. Nước máy lấy trực tiếp ở văn phòng công ty. Nước thứ hai ở đây mà em có chuẩn bị là nước tinh khiết đóng chai đóng bình hay nước lọc qua công nghệ thẩm chống ngược ERO. Chúng ta sẽ cho lượng nước là tương đương nhau. Nước thứ ba mà em chuẩn bị ở đây là nước ngọt có ga, hay còn gọi là nước soda. Và cuối cùng là nước Pi lấy trực tiếp ra từ máy tạo nước Pi. Về đo độ pH ở trong nước thì các anh chị hình dung là trước đây khi mà chúng ta đo pH ở trong nước chúng ta vẫn sử dụng quỳ tím hóa học, đúng không ạ? Nhưng ở trên này em có một lọ dung dịch thuốc thử pH, nó giống như quỳ tím hóa học nhưng dưới dạng dung dịch. Và sau khi mà chúng ta nhỏ một lượng bằng nhau ở trong các cốc nước được chuẩn bị sẵn này thì các cốc nước nó sẽ biến đổi màu theo cái giải màu pH ở trên đây. Nếu mà nước chuyển sang cái màu tương ứng với 7, tức là màu xanh lá cây thì là nước mang tính trung tính. Nước chuyển sang màu vàng, màu đỏ là nước mang tính axit, trong khi đó nước chuyển sang màu xanh dương đến màu tím là nước mang tính kiềm. Sau đây sẽ nhỏ một lượng khoảng 4 nắp dọc bằng nhau vào trong các cốc nước này. 1, 2, 3, 4, 5.
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 giọt bằng nhau đúng không ạ? Ngay lập tức bốn cái công thức này biến đổi thành bốn cái màu khác nhau rồi đúng không ạ? Thành bốn màu khác biệt nhau hoàn toàn. Thì dựa vào trong cái thang màu pH này thì chúng ta thấy được ngay là với nước máy nó đang có màu xanh, tức là nước máy đang ở khoảng trung tính đúng không ạ? Nước thứ hai là nước tinh khiết đóng chai đóng bình hay lọc qua công nghệ thẩm thấu dạng aero thì có màu vàng. Tức đây chính là một trong hai điểm trường của công nghệ này mà em nhắc đến ngay từ đầu. Một là bị mất hết khoáng và hai là bị giảm pH trong nước. Với các nước ngọt có ga thì có màu đỏ, tức là mang tính axit rất mạnh. Trong khi đó là nước pi đấy là nước duy nhất ở trên này có màu tím, tức là nước duy nhất ở trên này là mang tính kiềm. Thì độ pH như thế này nó cực kỳ ý nghĩa với cơ thể, bởi độ pH ở trong máu của chúng ta thì luôn ở mức xấp xỉ là 7,4. Nhưng hàng ngày cái độ pH ở trong máu lại luôn có xu hướng là bị kéo về phía axit bằng rất nhiều các nguyên nhân khác nhau mà trong y khoa người ta vẫn gọi là dư axit ở trong cơ thể. Thì dư axit nó đến từ đâu ạ? Dư axit nó đến từ chính các loại nước mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Ngoài ra thì còn rất nhiều nguyên nhân khác mà chúng ta không thể tránh được. Ví dụ như những người rượu bia, thuốc lá, chắc chắn dư axit. Những người suy nghĩ nhiều, stress, hoạt động mạnh quá sức, thậm chí là cáu giận hay thức khuya, nó gây đến dư axit. Và một trong những cái nguyên nhân phổ biến nhất mà dẫn đến dư axit ở trong cơ thể đến từ 85% thức ăn của chúng ta ăn hàng ngày, đến từ những loại thức ăn mà giàu đạm, giàu đường như là thịt, cá, trứng, sữa hay là các loại ngũ cốc sẽ dẫn đến dư axit ở trong cơ thể. Và khi mà dư axit ở trong cơ thể rồi thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái hậu quả khác nhau của dư axit. Trong đó có gì ạ? Trong đó có dạ dày do dư axit, đúng không ạ? Trong đó có gút do dư axit uric. Và một trong những cái giải Nobel về y học được nhắc đến rất nhiều trong cái thời gian gần đây đó là một giải Nobel về y học năm 1931 của ông Otto Heinrich Warburg. Đây là một tiến sĩ người Đức, sau khi nghiên cứu qua hơn 10.000 cái ca ung thư ở Mỹ và Canada thì ông đưa ra được công trình nghiên cứu để đạt cái giải Nobel năm 1931. Trong đó khẳng định là tế bào ung thư thì được hình thành ở trong hai điều kiện là có quá nhiều axit ở trong dịch cơ thể và các mô thiếu hụt oxy. Tức là tế bào ung thư là tế bào ưa môi trường axit, trong khi đó tế bào khỏe mạnh là tế bào ưa môi trường kiềm. Tế bào khỏe mạnh ở môi trường kiềm. Và sẽ rất là nhanh nên chúng ta sẽ làm một cái mô phỏng như sau ạ. Chúng ta làm một cái mô phỏng giữa hai cơ thể mà dư axit giống như nhau như thế này. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như mà một cơ thể sử dụng nước thường và một cơ thể sử dụng nước pi. Đây là một với một cơ thể chúng ta sử dụng nước thường đấy ạ. Thì các anh chị thấy được ngay là nó vẫn ở cái tông màu vàng, tức là cơ thể vẫn dư axit như vậy đúng không ạ? Khi cơ thể bị dư axit rồi mà chúng ta sử dụng nước thường thì cơ thể vẫn dư axit như vậy. Còn với một người sử dụng nước pi này, với một người sử dụng nước pi thì khác biệt hoàn toàn đúng không ạ? Khác biệt hoàn toàn như thế này, khác biệt hoàn toàn. Thì đây chính là cái cơ chế mà dùng kiềm để cân bằng axit. Thì từ cái việc mà chúng ta sử dụng kiềm để cân bằng axit ở trong cơ thể, tức là chúng ta sử dụng nước pi hàng ngày thay cho nước thường, là chúng ta đang giúp cơ thể được cân bằng axit. Thì từ cái việc cân bằng axit thì sẽ giúp chúng ta ngăn các cái loại bệnh, các cái hậu quả khác nhau của dư axit gây nên như là dạ dày, đúng không ạ? Như là gút. Và đây chính là một trong những cái liệu pháp giúp phòng ung thư từ thời điểm ban đầu là như vậy. Thì đó chính là đặc tính thứ hai của máy tạo nước pi. Và rất nhanh thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái đặc tính thứ ba của nước pi, đó là nước pi là nước mà có cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ. Bằng một cái thí nghiệm rất là nhanh như sau ạ. Sau đây thì em sẽ làm một thí nghiệm là pha trà bằng nước nguội. Thông thường thì chúng ta phải pha trà bằng nước nóng đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm một thí nghiệm là pha trà bằng nước nguội. Đây là công thức tinh khiết thông thường. Một bên em sẽ chuẩn bị nước tinh khiết thông thường. Và một bên đấy, em sẽ chuẩn bị nước pi lấy trực tiếp ra từ máy tạo nước pi. Lượng nước thì chúng ta sẽ cho là tương đương nhau. Và anh chị lưu ý với hai cốc nước này thì cả hai cốc nước đều là nước nguội. Đều là nước nguội. Để hai cốc nước tương đương nhau. Ở trên này thì em có chuẩn bị hai gói trà nhúng giống như nhau. Gói trà Kim Anh này thì cũng rất dễ mua ở ngoài thị trường, trà Kim Anh. Em sẽ lấy hai gói trà, nhanh chóng lấy hai gói trà ra để cùng lúc chúng ta nhúng vào trong hai cái cốc nước được chuẩn bị sẵn này. Và chúng ta sẽ tiến hành pha trà bằng nước nguội. Đấy ạ, em sẽ cùng lúc nhúng. Và sau đó nhấc lên đặt xuống khoảng 5-6 lần, các anh chị cùng nhìn ạ. 1 2 3 4 5 lần nhúng. Như các anh chị nhìn thấy được màu sắc giữa hai cốc là khác biệt nhau hoàn toàn đúng không ạ? Với cốc nước thường thì màu rất là nhạt, còn cốc nước pi thì màu đậm hơn rất là nhiều. Để lý giải cho cái điều này thì đây chính là một trong bốn cái đặc tính của nước pi mà vừa rồi em có kể đến. Đó là nước pi có cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ. Với nước thường thì cụm phân tử nước nó bao gồm từ 15 cho đến 20 phân tử trên một cụm phân tử nước. Sau khi qua máy tạo nước pi nó chia nhỏ ra chỉ còn 4 cho đến 6 phân tử trên một cụm phân tử nước rồi. Rất là nhỏ nên nó mới xuyên vào cái thớ trà để lấy ra được màu sắc rồi hương vị của trà như này.
Thì điều này rất là ý nghĩa bởi nước pin nó sẽ cấp được nước cho tế bào rất là nhanh, và chỉ mất 1 phút thì nước pin nó sẽ đến được điểm xa nhất ở trên cơ thể, đấy là các tế bào da. Còn với nước thường phải mất tối thiểu là 30 phút. Nên trong trường hợp mà chúng ta có đi chơi thể thao, chúng ta đi làm về mệt mà chúng ta uống 1 đến 2 cốc nước thường không bao giờ thấy hết khát ngay, thậm chí còn gây áp bách ở trong bụng. Còn với nước pin thì gần như là ngay lập tức chúng ta sẽ thấy hết khát. Và điều này cũng cực kỳ ý nghĩa với những cái người mà cần thải độc nhanh, ví dụ như những cái bệnh nhân mới ốm dậy thì chúng ta cần thải độc nhanh, hay đặc biệt là các anh mà hay thường xuyên đi rượu bia. Thì trước khi rượu bia và sau khi rượu bia về chúng ta uống 1 đến 2 cốc nước pi. Cái đầu tiên chúng ta thấy là hơi thở của chúng ta không bị nồng nặc mùi bia rượu. Và cái thứ hai, nếu như hôm trước mà có quá chén, ngày hôm sau cũng không bị mệt mỏi, không bị đau nhức cơ thể. Và với cấu trúc của phân tử nước nhỏ như thế này thì nó cũng tác động nhất định đến một số những cái bệnh lý liên quan đến đường ruột, trong đó có táo bón. Và theo những các khách hàng mà đã sử dụng máy thảo nước pi rồi thì họ phản hồi rằng là sau 7 cho đến tối đa là 10 ngày thì hiện tượng táo bón nó hoàn toàn biến mất. Hiện tượng táo bón nó hoàn toàn biến mất. Thì toàn bộ những cái đặc tính, những cái lợi ích của nước pi đối với các loại bệnh thì đều được nghiên cứu và công bố ở trên trang PubMed. Đây là một trang uy tín nhất thế giới về các công trình nghiên cứu y khoa của Học viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Ở trên này người ta đã có những cái thử nghiệm lâm sàng và công bố khoa học về tác dụng của nước pi với các loại bệnh như là tiểu đường, ung thư, lão hóa, béo phì, loãng xương như thế nào, thì đều có đường link mà BioNTech Hàn Quốc họ đã chuẩn bị sẵn cho khách hàng hoàn toàn có thể kiểm chứng. Ngoài ra thì với máy tạo nước pi của BioNTech Hàn Quốc chính là thiết bị duy nhất được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ, tức là FDA Hoa Kỳ, họ công nhận là thiết bị y tế loại 1 để sử dụng ở trong gia đình. Chúng ta hoàn toàn có thể truy cập vào đường link của chính phủ Hoa Kỳ là fda.gov và search cái từ khóa là BioNTech là tên hãng này thì chúng ta sẽ ra được bản thông tin như vậy. Và ngoài ra thì với máy tạo nước pi của BioNTech Hàn Quốc chính là thiết bị duy nhất được Bộ Y tế Việt Nam phân loại về trang thiết bị y tế và cấp quyền quảng cáo trang thiết bị y tế. Và trên một cái máy tạo nước pi nhỏ gọn như này chúng ta hoàn toàn có thể treo tường được, để về bếp được, thì nó chúng ta có thể lựa chọn được 8 loại nước khác nhau để phục vụ cho hầu hết tất cả các mục đích chúng ta sử dụng liên quan đến nước. Trong đó chúng ta có chế độ để nước uống thuốc tây riêng, nước cho trẻ nhỏ uống riêng, người lớn uống riêng, nước dùng riêng cho các cái người mà cần thải độc, và nước dùng để nấu nướng riêng, rồi nước dùng ngâm rau củ quả lần cuối, tráng mát đĩa lần cuối. Ngoài ra thì với máy tạo nước pi thì tạo ra được hai mức nước ngoài uống nữa, là một là nước axit điện giải nhẹ, tức là nước hoa hồng dành cho chị em phụ nữ làm đẹp, và hai là nước axit điện giải mạnh dùng để sát khuẩn vết thương hở, vết bỏng và để súc miệng phòng cúm. Thì đó chính là những cái đặc tính, những cái lợi ích và các cái loại nước khác nhau ở trên máy tạo nước pi. Và rất cảm ơn anh chị đã quan tâm tìm hiểu cái sản phẩm máy tạo nước pi cùng với em ngày hôm nay. Em chào anh chị. Vâng, rất là cảm ơn tất cả các anh chị, chúng ta cũng đã cùng em theo dõi về cái video giới thiệu về cái dòng sản phẩm máy tạo nước pi của BioNTech Hàn Quốc. Và qua video vừa rồi thì các anh chị cũng có thể thấy là với dòng sản phẩm máy tạo nước pi này, nó có rất nhiều những cái điểm khác biệt so với những cái dòng máy lọc nước thông thường. Và những cái điểm khác biệt đó không phải là chúng ta chỉ nghe, không phải là chúng ta chỉ biết đến nó, mà chúng ta còn có thể xem trực tiếp tận mắt, đúng không ạ, những cái điểm khác biệt như vậy. Và với cái dòng sản phẩm máy tạo nước pi của BioNTech Hàn Quốc thì sử dụng công nghệ điện giải ion kiềm. Và em xin phép tóm tắt một chút là cái dòng sản phẩm máy tạo nước pi nó sẽ điện giải nước và nó tạo cho nước có những đặc tính mà nước thường không có. Đặc tính đầu tiên của nó là giàu vi khoáng ở dạng ion, giúp chúng ta hấp thụ vào cơ thể một cách dễ dàng hơn. Thứ hai là tạo ra nước nó có chất chống oxy hóa, nó giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa các tế bào trong cơ thể, nó giúp nâng cao hệ miễn dịch, nó giúp ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do. Thứ ba là nó tạo ra loại nước nó mang tính kiềm, nó giúp trung hòa cái lượng axit dư ở trong cơ thể để giúp cho chúng ta tránh được những căn bệnh do dư axit gây nên. Và cuối cùng, nước pi nó có cấu trúc của phân tử nước siêu nhỏ, nó sẽ giúp hấp thụ vào cơ thể một cách nhanh hơn, thẩm thấu vào các tế bào, cấp nước cho các tế bào nhanh hơn so với nước thông thường, và đồng thời nó cũng thải độc tố nhanh hơn so với nước thông thường. Đây chính là bốn cái đặc tính nổi trội của nước pi và sự khác biệt của nước pi so với nước thông thường. Và ngay sau đây thì em sẽ cùng với tất cả các anh chị, chúng ta cùng đến với chị dược sĩ Thảo Phương và cùng xem chị Phương sẽ chia sẻ vậy thì nước pi nó có những cái vai trò, nó cũng có những cái tác dụng gì đối với các cái bệnh nhân COVID và hậu COVID, đúng không ạ? Và đây cũng chính là một trong những cái vấn đề rất là nổi trội trong cái thời điểm hiện tại. Và em xin phép trân trọng mời chị Thảo Phương sẽ bắt đầu tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Và em xin phép tất cả các chị đại lý, chúng ta có thể thả những cái bông hoa tươi thắm dành cho chị Thảo Phương được không ạ? Và em xin phép mời chị Thảo Phương ạ. Rồi, tôi mở mic được rồi đây, nãy giờ là không có mở mic được. Rồi, tôi cũng xin chào các anh chị đại lý PSA ha. Trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, đối với loại nước pi thì mọi người biết được là nó có rất là nhiều công dụng. Tuy nhiên đối với loại những cái bệnh nhân mà COVID hay là hậu COVID
hoặc là khi mà chúng ta chưa bị Covid gì hết ha, thì chúng ta nên nâng cao sức khỏe trong cái mùa dịch như thế này. Thì đối với lại baby nó có những cái đặc tính như thế nào, nó giúp ích được gì, thì bây giờ Phương sẽ share live mình cùng nhau mình tìm hiểu ha. Phương sẽ chia sẻ cho các anh chị cái slide. Rồi, các anh chị mình đã nhìn thấy cái slide trên màn hình rồi đúng không ạ? Rồi, như vậy thì đầu tiên khi mà nói đến những cái ưu điểm của máy bi cũng như là công dụng của máy bi đối với lại bệnh nhân COVID hay là hậu COVID, thì Phương sẽ nói sơ qua COVID là gì, những cái điều cần lưu ý đối với lại bệnh nhân COVID ha. Thì mình cái này chắc là các anh chị mình cũng đã có thể là biết rồi ha. Thì bây giờ Phương chỉ nhắc lại thôi. Ví dụ như là những cái triệu chứng nào thường gặp ở bệnh nhân khi mà nhiễm COVID ha, làm sao để mình nhận biết được, thì những cái triệu chứng này chắc là các anh chị mình đã nghe đài nhiều lần rồi, nhưng mà Phương cũng xin nhắc lại. Thì cái thời gian mà ủ bệnh á, sorry mọi người hơi ồn một chút xíu ha. Thì cái thời gian ủ bệnh á thì tầm cỡ khoảng từ 5 tới 7 ngày. Đối với một số người thì cái thời gian ủ bệnh có thể là từ 2 cho tới 14 ngày. Và gần như là 43%, tức là gần 50% là nhiễm trùng nhưng mà mình không có những cái triệu chứng. Và những cái triệu chứng nhẹ đối với lại người bị nhiễm COVID đó, ban đầu mình sẽ thấy đó là những cái biểu hiện ví dụ như là sốt nè, đau nè, nhức mỏi nè ha, giống như là mình bị cảm cúm vậy đó. Và đối với lại những cái triệu chứng tại đường hô hấp, mình sẽ cảm thấy là mình có những cái triệu chứng ví dụ như ho, hắt hơi, chảy nước mũi, hoặc là những cái triệu chứng ngoài đường hô hấp khi mà các anh chị mình bị nhiễm COVID đâu đó tầm cỡ khoảng chừng 5 ngày 7 ngày, ví dụ như là mất khứu giác nè, vị giác nè, hay là chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị nôn ói, hoặc là mình bị chảy nước mắt nè, trên mắt thì sung huyết kết mạc ha. Đây là những cái triệu chứng nhẹ. Còn đối với lại những cái biểu hiện nặng hơn, ví dụ như mình bị viêm phổi nặng là những cái triệu chứng về suy hô hấp nè, trên thần kinh, ví dụ như là những cái hội chứng ví dụ như chúng ta bị đột quỵ, chúng ta bị viêm não, chúng ta bị viêm cơ tim, hay là viêm ngoài cơ tim, loạn nhịp tim, suy tim, đó là những cái biểu hiện nặng hơn đối với bệnh nhân bị COVID ha. Và những cái tiêu chí nào, ví dụ như các anh chị mình nhìn thấy đó là những cái tiêu chí, những cái tiêu chí nào mà chúng ta thấy đó là mình có thể điều trị tại nhà được, và khi nào thì chúng ta nên cấp cứu. Thì những cái tiêu chí để chọn bệnh nhân điều trị tại nhà, mình sẽ có phải những cái điều kiện. Thứ nhất là khi mà mình test nhanh tại nhà, hoặc là chúng ta đi PCR ha, test PCR mà dương tính nè. Rồi khi chúng ta bị nhẹ thôi, tức là không có triệu chứng, hoặc những cái triệu chứng nhẹ, những cái triệu chứng nhẹ như mà nãy giờ Phương liệt kê vậy đó, và mình có được một trong hai những cái tiêu chí, đó là chúng ta đã tiêm vaccine rồi ít nhất là một mũi ha, và độ tuổi là từ dưới 50 tuổi ha, trên 50 tuổi là người lớn tuổi, thì mình sẽ không nên điều trị tại nhà, và chúng ta không có những cái bệnh lý nền ha, không đang mang thai, và chúng ta có khả năng tự chăm sóc tại nhà, thì lúc đó chúng ta sẽ điều trị tại nhà. Và chúng ta sẽ không có, ví dụ như không có gặp các vấn đề về viêm phổi, hoặc là SpO2 của chúng ta bình thường, không hề thiếu oxy. Đối với lại ví dụ như Phương nói là chúng ta không gặp cái tình trạng nhịp thở trên 20 lần một phút, chúng ta đo SpO2 không dưới 96%, không có những cái triệu chứng thở bất thường, ví dụ như là thở rên, thở khè, thở rít, hoặc là chúng ta cảm thấy là rút lõm cái lồng ngực khi mình thở, cái lồng ngực của mình nó bị rút lõm vào, hoặc là khi mà mình thở nó kiểu như mình khó thở, thì đó là những cái tiêu chí mà mình không nên ở điều trị tại nhà ha. Và để điều trị nâng đỡ cho bệnh nhân tại nhà, tức là những người mà bệnh nhẹ giống như nãy giờ mình nói vậy đó, những cái tiêu chí mình thỏa được điều trị, những cái tiêu chí điều trị tại nhà, thì mình điều trị như thế nào? Thì đầu tiên ha, mình nên trấn an. Đôi khi á, chúng ta gặp những cái triệu chứng nhẹ, chúng ta có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên mình sợ quá ha, mình nói là mình nhiễm COVID, mình sợ quá, tâm lý rất là sợ. Vì vậy cho nên là nó cũng sẽ làm cho mình cảm giác giống như là nặng, cái tình trạng của mình nó sẽ nặng hơn. Vì vậy cho nên đó, điều tốt nhất là mình nên trấn an. Có thể là nếu người nhà của mình gặp các vấn đề về COVID thì mình nên trấn an ha.
để cho người bệnh được nghỉ ngơi tại giường, và làm sao để cho cái phòng của người bệnh được thông thoáng ha. Chúng ta nên vệ sinh mũi họng, bao giờ cũng vậy, vệ sinh mũi họng ha, bởi vì cái đường mà COVID vào là cái đường hô hấp trên, vì cho nên là mình nên là vệ sinh mũi họng, súc miệng, súc họng, thò nước muối, rồi mình nên giữ ấm nè, uống đủ nước. Vì sao nên uống đủ nước, bù nước, cấp nước cho bệnh nhân ở bệnh COVID? Là bởi vì khi mà mình nhiễm bệnh á, thường cái triệu chứng sẽ là sốt, là do những cái vấn đề ví dụ như là miễn dịch của mình đáp ứng với lại cái con virus vào trong cơ thể á, thì nó sẽ gây ra các vấn đề về viêm, và viêm thì nó sẽ gây ra ví dụ như là sốt ha, vì cho nên là rất là dễ cơ thể mình là mất nước, vì cho nên mình nên bù nước và đảm bảo dinh dưỡng để làm gì, nâng cao sức đề kháng của mình lên ha, bổ sung vitamin C, và nếu như trong trường hợp có sốt thì mình nên sử dụng paracetamol hạ sốt, rồi mình nên tập thở, ví dụ như mình cảm thấy hơi khó thở nhẹ có thể là tập thở, hoặc là thay đổi tư thế nằm, có thể là tư thế nằm sấp để giúp cho mình là thở tốt hơn. Và mình nhớ là theo dõi lâm sàng ha, nếu như trở nặng thì mình phải là cấp cứu. Thì theo dõi như thế nào? Mình sẽ theo dõi sinh hiệu 2 lần mỗi ngày. Sinh hiệu gồm có cái gì? Mạch nè, huyết áp nè, nhịp thở nè, nhiệt độ cơ thể nè, SpO2 nè, em chị ha. Và mình cũng phải xem cái triệu chứng, ví dụ như có mệt mỏi, có ớn lạnh, triệu chứng có tăng lên hay không. Những cái triệu chứng về ho, ho có đàm, mất mùi hay là tiêu chảy mình phải theo dõi. Và nếu như mà cái sinh hiệu hay triệu chứng mà nó trở nên nặng, thì ở đây cũng có liệt kê cho các anh chị những cái triệu chứng nguy hiểm để cho mình biết được khi nào mà chúng ta gặp cái triệu chứng nguy hiểm này thì mình nên cấp cứu ha. Ví dụ như mình cảm thấy là hụt hơi, khó thở, và mình theo dõi SpO2 của mình ở dưới 95%. Về đối với sinh hiệu, ví dụ như là nhịp thở, nhịp thở ở người lớn trên 12 tuổi là trên 20 lần một phút đã là nhịp thở nhanh anh chị ha, đó là những cái triệu chứng nguy hiểm. Còn đối với là những bé nhỏ thì nhịp thở của những cái bé nhỏ nó sẽ cao hơn, nên đối với là những bé mà dưới 5 tuổi nhịp thở trên 40 lần một phút là triệu chứng nguy hiểm. Còn đối với là những bé từ 5 cho tới 12 tuổi là nhịp thở trên 30 lần một phút là những triệu chứng nguy hiểm. Và chúng ta xem coi là khi mà chúng ta chăm sóc tại nhà đó, những cái trường hợp ví dụ như là mình gặp như là tím môi hay là tím tái đầu chi, lúc đó là khó thở ha, là do cái lượng oxy vào trong máu của mình nó thấp á. Rồi chúng ta gặp các vấn đề ví dụ như rối loạn mạch nè, huyết áp nè, đau ngực, ho ra máu, hoặc là khi mà cảm thấy là rối loạn ý thức thì lúc đó là triệu chứng nguy hiểm. Vậy thì đối với là những triệu chứng nguy hiểm, có dấu hiệu nguy hiểm như vậy, chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta nên là đến trạm y tế ha, hoặc là đội phản ứng nhanh, hoặc là chúng ta có thể gọi 115, hoặc là chúng ta tư vấn từ xa qua tổng đài 1022, hay là những cái trạm y tế chăm sóc từ xa, chúng ta có thể gọi cái số điện thoại ở trên đây Phương có để cho các anh chị. Thì khi đó thì mình nên nhờ sự trợ giúp ha. Vậy thì đó là điểm sơ qua các vấn đề về COVID mà chắc hẳn là các anh chị ở đây, tôi nghĩ là các anh chị mình đã có thể là biết rất rõ rồi ha, trang bị cho mình những kiến thức đó rất là rõ rồi. Vậy thì vai trò của máy bi đối với lại sức khỏe của bệnh nhân COVID hay là hậu COVID nó nằm ở đâu? Thì đầu tiên nó sẽ đến từ cái đặc tính của máy bi, đó là cụm phân tử nước nhỏ, vì vậy cho nên sẽ giúp cho bệnh nhân bù nước tốt hơn. Vì sao mà bệnh nhân ở COVID cần phải bù nước? Thì nãy giờ Phương có trình bày thì các anh chị mình cũng đã hiểu rồi đó. Có nghĩa là khi mà bệnh nhân COVID thường gặp đó là sốt ha các anh chị, vì vậy cho nên là họ sẽ rất là dễ bị mất nước, mất điện giải, vừa sốt nè, có thể là tiêu chảy nè, có thể là nôn ói nè. Thì những cái triệu chứng đó nó sẽ làm cho cơ thể mình mất nước rất là nhiều, vì vậy cho nên chúng ta cần bù nước. Và không riêng đối với lại bệnh nhân bị COVID hay là hậu COVID mà mới cần bù nước, mà thật ra cơ thể của mình nó đến chiếm tới 65% là nước, vì vậy cho nên là tầm quan trọng của nước đối với cơ thể là rất là lớn. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải bổ sung nước cho cơ thể, mình sẽ nhìn thấy được tỷ lệ của nước trong cơ thể của mình ha, đối với lại những cái cơ quan đặc biệt ví dụ như là não ở trong máu, hay là mắt, hay là thận, hay là tim, hay là phổi, hay là gan, các chị sẽ thấy tỷ lệ của nó rất là cao, có thể chiếm 85%, 95%. Và chức năng của nước đối với lại sức khỏe của mình là gì? Có phải là nó chỉ là kiểu giống như là cái môi trường hay không? Thì
Thứ nhất là môi trường để bôi trơn cho các cơ quan và nó có thể điều chỉnh cái thân nhiệt của mình, giúp cho mình có thể là trao đổi chất giữa những cái tế bào ha, và chuyển hóa năng lượng, chuyển đổi thức ăn thành những cái chất dinh dưỡng, thành năng lượng cho cơ thể. Vì vậy cho nên là nó rất là quan trọng. Và tụng phân tử nước nhỏ thì nó sẽ có vai trò như thế nào, nó khác so với lại những cái thuốc nước thường như thế nào? Thì ở trên màn hình các chị sẽ thấy là cấu trúc của nước bi á, là cụm phân tử của nó nhỏ gấp 5 lần so với loại nước bình thường, nước tinh khiết bình thường mình hay uống ha. Như vậy thì nó sẽ giúp cho mình, nó giúp thẩm thấu nhanh ha. Vì vậy cho nên nó đưa chất dinh dưỡng vào trong những cái tế bào tốt hơn ha. Rồi nó sẽ giúp cho mình chống khát, cấp nước cho tế bào tốt hơn và giúp cho tế bào hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, bởi vì nó đưa chất dinh dưỡng vào trong tế bào tốt hơn. Còn cái việc là thanh lọc cơ thể ha, nước cũng giúp cho cơ thể của mình thanh lọc. Và một phần nó sẽ đến từ cái tác dụng đó là nó sẽ có những dầu vi khoáng. Vì vậy cho nên là ví dụ như những cái ion canxi chẳng hạn, thì khi cơ thể của mình thanh lọc á, giải độc cho cơ thể, thì cơ thể của mình nó cũng sẽ cần có những cái vi khoáng đó để nó thanh lọc cơ thể. Và nước bi nó sẽ cung cấp những cái vi khoáng đó giúp cho cơ thể của mình thanh lọc được tốt hơn. Và ở đây là cái công dụng nữa, đó là dầu vi khoáng. Công dụng thứ hai tôi muốn nói là dầu vi khoáng. Vì vậy cho nên nó sẽ giúp cho cơ thể mình bù điện giải. Khi cơ thể mình mất nước, kèm theo đó nó sẽ mất chất điện giải, hoặc là nó gây ra các vấn đề về rối loạn điện giải, mất cân bằng về điện giải. Thì mất cân bằng điện giải, những cái chất điện giải là những cái chất gì? Những chất điện giải mình gọi chung cho những cái chất mà nó có bản chất là ion ở trong máu ha, ở trong mô và hiện diện trong khắp cơ thể. Ví dụ như những cái ion như là natri, nó sẽ là nằm ở trong những cái dịch ngoài bào. Kali thì nó nằm ở trong những cái dịch ở nội bào. Hoặc là canxi hay là magie hay là bicarbonate ha các anh chị. Thì khi mà cơ thể của mình nó có quá nhiều hoặc là quá ít nước, có nghĩa là nó làm cho cái việc điện giải của mình nó loãng hoặc nó quá đậm đặc, thì nó sẽ dẫn tới cái việc mất cân bằng điện giải. Và mất cân bằng điện giải ở bệnh nhân COVID nguyên nhân là do đâu? Thì giống như mình nói gì đó, sốt nè, nôn ói nè, tiêu chảy nè, là những cái nguyên nhân mà nó sẽ làm cho cơ thể mình mất nước. Và như vậy thì nó sẽ dẫn tới một là mất điện giải hoặc là mất cân bằng về điện giải. Thì khi cơ thể mà mất cân bằng về điện giải, các anh chị sẽ thấy nó thuộc khoảng chừng 3%, thì nó sẽ làm cho cơ thể mình nó mệt mỏi. Vì vậy cho nên là bệnh nhân bị COVID đôi khi mệt mỏi đó có thể là do mất nước, mất điện giải các anh chị, hoặc là rối loạn điện giải. Nó sẽ dẫn đến là cái tình trạng đó là mệt mỏi, hoặc là chúng ta cảm thấy là nhức đầu chóng mặt khi mà cái tình trạng rối loạn điện giải này nó lên cao. Thậm chí khi mà nó lên cao đến một mức độ ví dụ như 10% thì nó có thể là gây nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì nước bi vào vi khoáng nó sẽ giúp như thế nào? Nó sẽ giúp bổ sung điện giải, bổ sung canxi. Bổ sung canxi này thì nó còn nằm ở cái vấn đề ví dụ như ngăn ngừa loãng xương nè, xây dựng các mô ở cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch ha. Và đối với lợi bệnh nhân COVID hay hậu COVID, hoặc là những người mà cần chăm sóc sức khỏe, tôi nghĩ là ai cũng cần chăm sóc sức khỏe. Vì vậy cho nên là nước bi sẽ giúp tăng cường sức khỏe mùa dịch ha. Và tăng cường sức khỏe như thế nào thì nó đến từ bốn cái đặc tính của nước bi, đó là dầu vi khoáng nè, cụm phân tử nước nhỏ nè. Thì dầu vi khoáng, cụm phân tử nước nhỏ thì nó có công dụng như thế nào thì bây giờ tôi có nói chia sẻ với các anh chị rồi. Còn hai cái đặc tính nữa đó là chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa này nó sẽ giúp cái gì? Nó sẽ giúp khử những cái gốc tự do. Khi mà tế bào của mình nó trao đổi chất đó, nó sẽ sinh ra gốc tự do. Gốc tự do này nó sẽ làm hại cái tế bào của mình, làm hại thành mạch. Vì vậy cho nên là khi mà, và trong cơ thể mình nó cũng có những cái chất chống oxy hóa có trong cơ thể, chứ không phải là không có nha các anh chị, có. Vì vậy cho nên nó sẽ trung hòa, nó sẽ bắt những cái chất oxy hóa này. Và như vậy thì nó sẽ giúp cơ thể mình khỏe mạnh. Tuy nhiên khi mà cơ thể của mình những cái gốc tự do này nó quá nhiều, có thể đến từ chế độ sinh hoạt của mình, có thể đến từ cái việc ăn uống của mình hay thói quen sinh hoạt của mình, thì nó làm cho cái gốc tự do này tăng lên nhiều quá và cơ thể của mình nó sẽ không đáp ứng được. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải bổ sung những cái chất chống oxy hóa này vào trong cơ thể của mình ha. Và nước có tính kiềm thì nó sẽ giúp trung hòa axit trong cơ thể. Đôi khi những cái bệnh trong cơ thể, ví dụ như bệnh về dạ dày, bệnh lý về gút, bệnh lý về tiểu đường,
thì nó bắt nguồn từ cái việc là trong cơ thể của mình nó quá dư axit. Vì vậy cho nên cái việc tránh dư axit cũng như là cung cấp những cái tính kiềm cho cơ thể của mình nó cũng rất là tốt. Và đó là những cái đặc tính của nước bi giúp cho chúng ta có thể là nâng cao được cái sức đề kháng của mình trong mùa dịch. Và cái phần trình bày của Phương cũng hết rồi. Hy vọng là các anh chị mình có thể hiểu được cũng như là nắm được những cái đặc tính của nước bi cũng như là nước bi có vai trò gì đối với lại bệnh nhân COVID hay hậu COVID. Và bây giờ Phương xin nhường lại cho MC nha. Và rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của chị Phương, phần chia sẻ rất là hay đúng không ạ? Có rất nhiều thông tin bổ ích ở trong cái phần chia sẻ đó. Và cũng xin tất cả các anh chị chúng ta có thể tặng những bó hoa tươi thắm dành cho chị Phương, và chúng ta sẽ cùng chào đón đến với khách mời thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Là xin phép trân trọng giới thiệu chị Ngọc. Chị Ngọc là một trường hợp rất đặc biệt, đấy là chị Ngọc là người trải nghiệm sản phẩm, là người sử dụng cái dòng sản phẩm máy tạo nước pi này, và chị thấy là nó có những cái tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe của bản thân và của gia đình, và từ đó thì chị cũng quyết định là kinh doanh cái dòng sản phẩm này. Và em xin phép là trân trọng sẽ mời chị Ngọc có thể lên để chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế của chị Ngọc khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm máy tạo nước pi này được không ạ? Em xin phép mời chị Ngọc nhé. Chị Ngọc có thể tự mở mic được không ạ? Nếu không chị Ngọc có thể giơ tay lên giúp em nhé, để các bạn sẽ hỗ trợ chị Ngọc mở mic lên chị nhé. À đây rồi ạ. Rồi em mời chị Ngọc ạ. Chào cả nhà, mình mở mic được rồi, cả nhà nghe mình nói không ạ? Dạ nghe rồi chị ạ. Trước tiên thì Ngọc xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị em trong Zoom, gửi lời cảm ơn đến cái ekip tổ chức năm nay em ngày hôm nay đã cho Ngọc có cái cơ hội được chia sẻ với các anh chị về cái vai trò ý nghĩa của nước bi đối với cuộc đời Ngọc. Trước tiên là Ngọc xin được phép giới thiệu bản thân. Ngọc sinh năm 1978 tại Hà Nam và hiện giờ thì Ngọc đang sống tại Hồ Chí Minh ạ. Và không biết là có anh chị nào biết Ngọc không? Thì ở trong đây chắc có rất là nhiều những anh chị em là một số anh chị em là đồng nghiệp, là học sinh cũng như là người quen của Ngọc. Và Ngọc cũng là một đại lý của BJ, nhưng mà không biết hôm nay làm sao cái Zoom nó trục trặc nên là Ngọc không có đổi tên được. Hiện giờ thì Ngọc vào BC được 2 tháng ở nhà, hơn 2 tháng một xíu. Thì hiện giờ Ngọc đã đạt được cái mức độ là đại lý 3 sao. Đó cũng là một điều may mắn của Ngọc khi mà vào BC. Thì trước khi vào BC thì Ngọc làm gì? Thì Ngọc có 18 năm đi dạy và đi học, thời gian đi học rất là lâu, hết cả một thời thanh xuân cống hiến cho ngành giáo dục. Thì đến năm 2013, 12, 13 gì ấy, sau khi sinh xong 2 em bé và đi dạy cống hiến hết mình cho ngành giáo dục thì Ngọc đổ bệnh. Lúc đó thì vừa mới học chuẩn bị vào học nghiên cứu sinh, nhưng mà mình một ngày là mình đổ bệnh rất là nặng, và cái cảm giác rằng là mình vừa bị bệnh này, chồng thì đi làm xa, một mình nuôi 2 con nhỏ, và cái cảm giác là mình giống như là vừa đi học vừa nuôi con, lại vừa lấy hết thời gian tiền bạc của gia đình để mà đi học, thì cảm giác có lỗi với con nhiều lắm. Nên là khi đó Ngọc dừng lại để đi kiếm tiền, và đặc biệt là kiếm tiền chữa bệnh, kiếm tiền nuôi con. Thì cái hành trình mà chữa bệnh của Ngọc là một hành trình rất là gian nan. Bệnh mình do mình 24 năm đi học mình ngồi sai tư thế, nên là mình bị thoái hóa cột sống này, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đốt sống L3, L4 này, rồi mất gần cong sinh lý cổ này, rồi bệnh từ đó nó sẽ ra bệnh đau thần kinh tọa. Và cứ thế là điều trị hết cái bệnh xương khớp thì nó lại quay qua bệnh bao tử. Hai cái bệnh nó cứ lòng vòng, chữa xong bao khớp khớp thì bao tử của mình hư, và bao tử của mình nó tiết ra axit thì nó lại quay qua xương khớp. Mất 3 4 năm Ngọc sống cuộc đời của một người rất là đáng thương, ai gặp cũng chỉ hỏi thăm về bệnh thôi, nhìn ghê gớm lắm. Khi đó mình già hơn tuổi nhiều lắm, tất cả những anh chị quen Ngọc thì đều biết điều đấy. Và cái vòng luẩn quẩn nó kéo dài suốt mấy năm trời, rất là tội nghiệp. Và Ngọc đi hết từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chợ Giấy, bệnh viện Pháp Việt, bác sĩ hầu như là quen mặt với mình. Và khi đó thì bác sĩ phó khoa xương khớp bệnh viện ở Nguyễn Tri Phương nói với mình là không có cách nào khác, chỉ có cách là mổ cái thoát vị đĩa đệm và mổ cái đốt sống cổ để đặt cái con chip vào đó.
và cái cuộc đời của một người mà mổ. Mình có một cái cô bạn đồng nghiệp, cô ấy tên là cô Ngát. Cô cũng nằm viện chung một lần với mình, và cô ấy là người nhỏ hơn mình tới 10 tuổi lận. Nhưng mà khi đó cô chưa có chồng, nhưng mà cô chọn cái phương án là mổ. Và mình nhìn thấy cái cảnh cô ấy mổ là mọi người biết không, cái bệnh xương khớp á, thoát vị địa đệm là mổ 2 lần rồi. Nếu như mà có đau nữa thì hỏi bác sĩ là bác sĩ ơi em đau lắm, bây giờ làm sao? Cô lên cô hỏi vậy ạ. Thì bác sĩ trả lời rằng là chị đã mổ 2 lần rồi thì đau chị cũng phải chịu suốt cuộc đời. Bởi vì lý do là thoát vị địa đệm chỉ được mổ tối đa là 2 lần thôi anh chị ạ. Thế thì Ngọc nhìn thấy cái cảnh mà mổ 2 lần là không được mổ nữa là vẫn đau. Vậy thì cái giải pháp của Tây Y không giải quyết triệt để được. Thế là cuối cùng thì Ngọc mới dùng cái giải pháp của Đông Y, là mình vừa bấm huyệt, vừa uống thuốc. Và khi đó thì có bệnh thì vái tứ phương, người ta cũng bảo là mua cái máy tạo nước kiềm. Nhưng mà với Ngọc thì một giáo viên tiền đâu mà mua, không có tiền để mua. Không biết anh chị nào hiểu cái tâm trạng rằng là dù mình thích lắm nhưng mà không có tiền để mua máy tạo nước đi không? Có người anh chị nào đồng cảm thì trong một cái trái tim để dơ, để hiểu cái hoàn cảnh như thế. Thế thì cuối cùng là gia đình, người nhà tặng cho Ngọc một cái máy tạo nước đi. Và khi đó thì mình cảm thấy được rằng là uống cái nước bi này thì liệu nó có khỏi bệnh hay không. Nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương thôi, ai chỉ sao thì mình cũng làm vậy. Thế là mình cứ thế là mình uống thôi. Và thời gian đầu ấy, uống nước bi không dễ đâu cả nhà, tại vì hồi đó mình cũng không hiểu rõ. Thì mình cứ nước kiềm cao nhất là mình uống. Thế là mình uống thì nó bị lình xình bụng mà một thời gian. Thế thì khi mà uống cũng hơi khó chịu, nhưng mà đằng nào cũng vậy thôi. Thì do là cơ thể mình bệnh nhiều rồi, mình uống nhiều thuốc tây rồi, bao tử mình hư rồi, tiêu hóa mình kém rồi. Thế thì đó là những cái lý do làm cho mình khó chịu khi uống nước bi. Nhưng mà mình cứ kiên nhẫn và mình uống nó thì quên nó đi. Thì bỗng nhiên là 2 năm sau, phải gần 2 năm sau, tại vì nó không phải là thuốc, nó trung hòa cái môi trường kiềm của mình. Thì lúc đó là mình, những cái mà điều trị bệnh của mình nó được đáp ứng và nó duy trì được cái môi trường không dư axit nhiều trong bao tử. Thì mình quen dần và mình đã 2 năm sau mình đã không phải đau với những cái bệnh xương khớp nữa. Mà thực ra cho đến bây giờ là gần 10 năm rồi. Gần 10 năm Ngọc áp dụng triệt để cái phương pháp là chăm sóc sức khỏe gia đình, không dùng, hạn chế dùng thuốc. Thực sự là hạn chế dùng thuốc, hầu như là không dùng thuốc. Con mình cũng không dùng thuốc. Các bé rất là hay bị bệnh về viêm hô hấp trên. Nhưng mà khi mà giảm được cái vấn đề trào ngược dạ dày thực quản do mình trung hòa axit, thứ hai là mình xúc họng thì mình giảm được rất là nhiều. Rồi chồng mình cũng vậy. Thì nói chung là vì yêu cái máy tạo nước bi đã thay đổi cuộc đời mình, đã mang lại sức khỏe cho mình. Cho mình đã nghiên cứu và kinh doanh máy lọc nước từ những năm 2015. Nhưng mà khi đó ở thành phố Hồ Chí Minh, không biết anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, là Ngọc mang đến người ta nói về máy lọc nước, ta cầm cái ly nước lên người ta nói này nè, không, nước máy là sạch rồi, không cần mua máy lọc nước. 80-90% người dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2015-16 người ta nói với mình như vậy đó. Và khi đó thì mình thấy rằng là thời điểm cũng chưa phù hợp để đi kinh doanh máy lọc nước. Cho nên đến năm 2019, mình làm lại một cái cuộc nghiên cứu thị trường nữa. Thì đúng cái thời điểm đó mình cảm thấy đây là thời điểm vàng để bước vào kinh doanh lọc nước. Thế là mình nộp đơn xin nghỉ dạy ở trường và đi bước vào kinh doanh máy lọc nước một cách nghiêm túc. Thì mình là người đầu tiên ở miền Nam mở cửa hàng Thế Giới Lọc Nước. Đó cũng là một cái rất là gian nan, gian truân của cuộc đời mình. Mang tiền ra mở và bị lừa, vì là kinh doanh trên mạng rồi người ta lấy tiền trong tài khoản, gian nan vô cùng là vô cùng. Mọi người hình dung ra là một cô giáo bước vào kinh doanh, vậy thì làm sao để mình bán được máy lọc nước. Thế thì khi mà mình bước vào kinh doanh như thế, mình thấy gian nan. Thế cho nên là khi mà gặp EC á, thì mình cảm thấy trời ơi, đây là môi trường tuyệt vời vô cùng. Nếu như giả sử mình gặp hồi đó thì có phải là đỡ gian nan hơn không? Thế nên là khi mà Ngọc vào EC một cái là Ngọc làm rất là quyết liệt. Nhưng mà không phải là không có cái, không phải là căng thẳng trong cái việc đó, mà bởi vì mình thấy quá hay nên mình đi chia sẻ lên. Chỉ có 2 tháng thôi là mình lên 3 sao. Và cái 3 sao đó hoàn toàn không có một cái doanh số nào từ lọc nước như các anh chị. Chỉ toàn là từ những cái khác thôi, không có. Anh chị bảo do mình làm lọc nước lâu rồi ấy, nên là mình bán lọc nước nên là mình dễ lên. Tại vì mình không có bán trong VC về lọc nước, mình bán những cái sản phẩm khác thôi. Thì mình đã có may mắn thì bước vào VC như vậy. Vậy thì Ngọc hỏi, anh chị em có hỏi Ngọc là bán máy tạo nước đi dễ không? Anh chị em nào đã có kinh nghiệm tư vấn khách hàng máy tạo nước bi rồi á, thì thấy bán máy tạo nước bi dễ không? Ai thấy dễ thì cho Ngọc số 1, còn không dễ thì cho Ngọc số 2, để Ngọc xem bao nhiêu người đồng cảnh ngộ với Ngọc.
Anh chị em nào tư vấn máy tản nước đi chưa? Dễ thì cho Ngọc số 1 nhá. Còn nếu như không dễ thì cho Ngọc xin số 2. Sao mình thích còn số 2 thôi, không thích số 1. Chưa có anh nào, anh chị nào thích số 1 nhỉ? Thích số 2 không thầy? Thì Ngọc chia sẻ với mọi người á, bán cái máy tạo nước bi không hề dễ một chút nào. Không hề dễ, làm cho người ta thích thì rất là dễ. Mọi người đồng ý không? Làm cho người ta thích thì rất là dễ. Nhưng mà trời ơi, làm cho người ta bảo: anh ơi, 39 triệu một cái máy. Chị ơi, 59 triệu một cái máy. Bác ơi, 95 triệu một cái máy. Người ta không dễ dàng móc tiền ra mua không? Vậy thì làm sao bán? Và mình là một cô giáo ấy, vậy thì làm thế nào để bán? Vậy thì rõ ràng một điều ngay chồng mình nha. Chồng mình là một kỹ sư. Chồng mình nói với mình chứ. Em nói với ai thì nói, thôi đừng nói với anh nữa. Anh là dân kỹ thuật, làm gì có cái chuyện một cái máy lọc nước mà có thể chữa bệnh. Em ảo tưởng. Anh mà chồng mình nha, đã dùng nước bi 2 năm, thấy mình dùng nước bi 2 năm khỏi bệnh nhưng mà ông vẫn nói chỗ đó. Tại vì lý do là ông đi nhậu suốt cả ngày, từ sáng đến 10 giờ đêm ông vẫn về mọi người, hoặc là ông đi công tác suốt, lâu lâu về nhà ông uống ly nước bi, người ta không có cảm nhận được cái vai trò nước bi đâu. Mà đúng một ngày á thì bác sĩ nói với chồng mình là chứ anh này men gan cao, anh này là hư bao tử rồi, uống rượu nhiều quá. Ông uống rượu một tuần 6 ngày thôi mọi người, 6 hoặc 7 ngày thôi, cũng có nhiều. Và một lần thì uống từ 10 giờ tối đến 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm thôi. Uống nhiều quá thì bác sĩ nói bây giờ anh mà có uống nữa là nguy hiểm tính mạng đó, không thể nào uống rượu được, bia được nữa, mất cả men tiêu, mất hết cả men, mất nhớt bao tử. Thành ra là khi đó bác sĩ yêu cầu là dừng không nhậu nữa, thì ông ở nhà với mình được 1 tháng. Để 1 tháng thì uống nước bi một cách triệt để, thì sau đó đi kiểm nghiệm thì các cái tính chất trong cơ thể nó rất là thay đổi, nó tiến triển rất là tốt. Hồi đó ăn cái gì vào á, là đi nhậu mà ăn cái gì, mọi người hình dung là tối hay là đi vào toilet đêm hôm đó là đi ra y chang như thế. Thế nhưng mà sau khi mà một thời gian điều trị bằng máy tạo nước bi ấy, thì là những cái điều đó cải thiện vô cùng. Thế là anh em ơi, một yêu cầu Ngọc là lắp cho một cái máy tạo nước bi tại công ty để được uống tại công ty. Nếu mà các bạn nhậu thì rủ đến văn phòng công ty nhậu để uống nước bi tại công ty. Thế thì sau một thời gian á, là chồng mình lắp máy tạo nước bi ở công ty ấy, thì bao nhiêu bạn nhậu của chồng mình trở thành cộng tác viên bán máy tạo nước bi cho mình hết. Thì nghĩa là các chị phụ nữ ấy, là khi mà thấy chồng đi nhậu về ấy, hãy mang một ly nước bi đón chồng về 300 ml thôi, sau đó chồng tắm rửa xong rót cho anh một nửa ly nữa, thế là tự nhiên chồng trở thành đại sứ thương hiệu cho mình. Về hiện giờ tất cả các khách hàng của Ngọc cũng là đại sứ thương hiệu của Ngọc đấy. Nên là Ngọc bán máy lọc nước hiện giờ thì thậm chí có những anh chị chỉ một lần gặp Ngọc thôi là mua máy tạo nước bi luôn. Như vậy thì đấy là cái mà mình chia sẻ. Vậy thì nước bi hỗ trợ bệnh nhân COVID như thế nào? Thì những cái trải nghiệm về việc mà chăm sóc sức khỏe bình thường thì Ngọc đã vừa kể với mọi người. Đặc biệt là trong ngày 14 tháng 2 năm 2022 vừa qua thì Ngọc được chồng tặng cho một món quà rất là đặc biệt. Xưa giờ chồng Ngọc không bao giờ tặng quà cho mình mọi người ạ. Nghĩa là lần đầu tiên khi mà có tình mình thì để một cái bông hoa hồng ở đằng trong toilet á, cắm ở trong cái xô á. Thế xong rồi trước khi mình về chồng bảo chứ có hoa hồng tặng em ấy, vào mà lấy đi. Đấy là món quà duy nhất trong cuộc đời chồng Ngọc, là gần 20 năm sống với nhau thì tặng cho Ngọc bông hoa hồng cách đó đó. Thế là 14 tháng 2 vừa rồi á, là chồng tặng cho mình một món quà rất là đặc biệt mà mình phải đăng Facebook mà mình nhớ mãi luôn. 5 giờ chiều ngày 14 tháng 2 thì anh về sớm, mình cũng ký hưởng. Ông em năm nay ông lại ông hiểu 14 tháng 2 nên là về sớm với gia đình đây. Thế là anh đi vào trong phòng và anh ấy lụi cụt, anh mở tủ thuốc ra. Và anh ấy vừa mở tủ thuốc mình đi vào thì anh ấy nói rằng là bạn anh gọi điện, anh về anh test thử. Thế là ngày 14 tháng 2 chồng sẽ tặng cho mình một món quà 2 vạn. Thế là hôm nay là ngày 19. 5 ngày trôi qua thì lúc đó mình nghe xong á, điều mình lo nhất là em bé con gái nhà mình đang học lớp 9. Nếu như mà có gì á thì con không được đi học. Con vừa mới hí hửng được quay trở lại nhà trường được đi học, nhưng mà bây giờ con không được đi học, đó là điều mà con đầu tiên nghe tới tin như thế là con là người lo lắng nhất. Bản thân mình cũng lo lắng lắm. Thế là cuối cùng mình mới quyết tâm lập ra 3 vùng trong gia đình. Nhà mình ở chung cư, chồng ở một phòng, 2 con ở một phòng và mình thì bê gối chăn ra mình ở phòng khách. Và mình quyết tâm rằng là mình sẽ là vùng vàng. Mình vừa làm việc công ty, mình vừa làm các công việc của mình và mình sẽ chăm sóc gia đình mình. Tại vì đàn ông á, thông thường họ không có cách ly một cách triệt để như phụ nữ mình. Nên chồng bảo mình test, mình bảo không, em không test.
dù em có hay không thì em cũng là vùng vàng. Thế là Ngọc lập ra cái vùng vàng để Ngọc chồng Ngọc là vùng đỏ, con là vùng xanh, để Ngọc bảo vệ con Ngọc làm sao mà thời gian ngắn nhất con phải quay trở lại trường. Thế thì khi đó thì mẹ mình mới bảo thôi đừng có vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng này nữa. Ở nước Anh người ta còn miễn dịch cộng đồng. Nhà con có một cái chung cư, con và chồng phải dùng, chồng ở trong cái phòng mà không có toilet, phải dùng chung toilet với Ngọc. Thì ở vậy thì tại sao phải lập ra cái vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng làm gì? Hãy để miễn dịch gia đình đi, cả nhà bị ngược. Đó là cái cách nhanh nhất để cho mà hết Covid để con đi học. Thế là Ngọc bảo không, con sẽ còn cơ hội để bảo vệ thì con sẽ bảo vệ đến cùng. Thế là tất cả trong cái thời gian là đó thì Ngọc rất là mệt mỏi và Ngọc phải nghiên cứu và Ngọc cảm thấy được rằng là cái chủng mới nó không có nguy hiểm như chủng Delta, cho nên là Ngọc đã áp dụng rằng là ngay hôm đó thì chồng mình hoảng loạn và 12 giờ đêm yêu cầu mình đi làm bác sĩ, đi mua thuốc từ bác sĩ quen của anh ấy, mình cũng làm y chang, mình cũng làm tất cả, mình cũng có thuốc đầy đủ, nhưng mà về nhà thì là Ngọc không cho uống thuốc. Ngọc sẽ cam kết là tại vì mình vào BC mình thấy nó quá tuyệt vời đi, tại sao mình phải chăm sóc sức khỏe bằng cách khác, tại vì Ngọc yêu áp dụng là không dùng thuốc. Cho nên là thứ nhất là Ngọc dùng nước bi này, uống nước bi đủ 3 lít, Ngọc cứ lấy cái bình Ngọc đo, một ngày Ngọc bắt uống hết 3 lít để tạo ra một cái môi trường kiềm. Ngọc lấy mức 9.5 và uống để tạo ra môi trường kiềm. Và đặc biệt là Ngọc yêu cầu cả gia đình là xúc rửa mũi bằng cái bình này, mọi người xem những clip, ai cần clip thì lên YouTube có, sẽ lấy pha 180ml axit điện giải với cả một cái gói muối này. Gói muối này mình sẽ mua ở nhà thuốc Long Châu, mình bỏ vào đây xong rồi bắt đầu mình rửa từ cái này qua bên này. Là khi mà mình nghiêng mình rửa thế này thì kể cả bệnh viêm xoang, viêm mũi họng, tất cả các em bé nhà Ngọc rửa như vậy thì đều khắc phục được những cái vấn đề đó. Thì Ngọc quyết tâm Ngọc dùng như thế thì đã tạo ra được cái môi trường. Thực ra mình không thể nào nói là uống nước bi hoặc là dùng nước bi thì không bị Covid, nhưng mà khi mà mình ngăn chặn nó không cho nó rơi xuống phổi và mình uống nước bi như vậy thì mình đã tạo được một cái môi trường kiềm, môi trường sạch, không có tạo môi trường cho mà virus nó phát triển. Thì khi đó thì bác sĩ mới bảo chồng mình là anh phải uống vitamin C, anh phải uống vitamin tổng hợp nhiều vào để cho tăng sức đề kháng. Thì Ngọc nói vitamin C hoàn toàn có thể thay bằng chanh mà, nên Ngọc cho uống nước chanh vào buổi sáng. Và vitamin tổng hợp thì hoàn toàn có thể thay bằng Vili mà, thế nên Ngọc cho uống đúng theo chị Thanh Hương hỗ trợ là một ngày 3 lần, một lần 3 gói Vili. Thì Ngọc chỉ áp dụng nước bi và Vili. Thì mừng ơi là mừng mọi người ạ, 3 ngày thôi, chỉ 3 ngày thôi thì chồng Ngọc đã báo rằng là cái vảnh nó mờ, và ngày thứ tư là ngày sáng ngày hôm qua thì hoàn toàn âm tính. Đó là một cuộc chiến của riêng Ngọc về sử dụng là cái phương pháp là chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc trong việc điều trị Covid trong thời gian vừa qua. Thứ nhất là nó may mắn do cái chủng này cũng là một chủng nhẹ, không phải chủng Delta cũ, thì mình hoàn toàn bình tĩnh để mình làm cái công việc đấy để chăm sóc gia đình. Mọi người có thấy Ngọc là may mắn không? Cho Ngọc một cái những bông hoa. Và tới bây giờ thì thực sự là Ngọc rất là mệt, mọi người rất là mệt, bởi vì mấy ngày qua mình phải chiến đấu với bệnh của cả gia đình, tổng gia đình nhà Ngọc là tới 6 người bị Covid. Nghĩa là gia đình nhà bố mẹ, riêng gia đình nhỏ của Ngọc thì may mắn là chỉ có chồng Ngọc thôi. Hy vọng rằng là ngày hôm nay kết lại cũng sẽ âm tính, và ngày mai ngày mốt thì mẹ con Ngọc cũng không có bị dương tính, và thứ hai con được đi học. Đó là điều hạnh phúc nhất của mình khi mà đã sử dụng nước bi cũng như những cái sản phẩm để mà chăm sóc điều trị Covid. Vậy thì Ngọc quay trở lại với cái việc mà chắc chắn là nhiều anh chị đại lý ở trong đây cũng sẽ hỏi Ngọc, nhiều anh chị ở trong đây cũng hỏi Ngọc là Ngọc vừa đã chia sẻ rồi, nhưng mà mọi người cũng vẫn muốn biết thêm rằng là vậy thì hỏi lại là bán máy tạo nước bi rất khó, bán máy tạo nước bi rất là khó. Ngọc mà vừa mới chia sẻ cho mọi người thấy thích máy tạo nước bi không? Mọi người rất là thích. Nhưng bây giờ mọi người có ngay lập tức bây giờ mua ngay máy tạo nước bi không? Không đúng không? Không dễ gì đúng không? Không dễ gì, thích thì rất thích, nhưng mà mua thì không dễ gì. Vậy làm thế nào để khách hàng đồng ý mua máy tạo nước bi? Vậy làm thế nào để khách hàng đồng ý mua máy tạo nước bi? Ngọc bán máy tạo nước bi cho anh chị, các anh chị tin tưởng không? Hay là một người mà họ không biết gì về máy tạo nước bi, bán máy tạo nước bi chỉ nói là chị ơi hôm nay em bắt đầu làm VC nè, em có bán máy tạo nước bi, chị mua máy tạo nước bi đi, thì anh chị sẽ chọn mua của ai? Của Ngọc hay của cái anh chị kia? Chắc chắn là anh chị mua của Ngọc đúng không?
Bởi vì những cái gì mà Ngọc cho đi thì làm cho anh chị tin tưởng. Như vậy khi bán một sản phẩm á, khi bán một sản phẩm không phải chỉ bán sản phẩm đâu, mà là bán cả bản thân mình. Khách hàng mua sản phẩm vì sản phẩm tốt, nhưng khách hàng còn mua sản phẩm vì mình. DJ có 60.000 đại lý, thế giới rộng nước ở ngoài kia có biết bao nhiêu đại lý offline, ngoài kia còn bao nhiêu đối thủ bán máy tạo nước tiền. Tại sao khách hàng phải mua máy tạo nước bi của anh chị? Anh chị có biết bí quyết là gì không? Anh chị có bí quyết là gì để cho khách hàng mua không? Anh chị cứ cho đi, bản thân Ngọc cho đi rất là nhiều. Cho đi cái gì? Các anh chị đừng có nói là tôi không có gì để cho. Ai trong cuộc đời này cũng có một giá trị mà người khác cần. Các anh chị có tự tin cái giá trị của mình không? Chắc chắn người nào cũng có giá trị. Ai Ngọc gặp thì Ngọc cũng sẽ học được một điều từ anh chị. Lúc nào Ngọc cũng sẵn sàng trong tâm thế là một người học trò đi học, tìm những cái hay của ai đó để học. Thế thì khi anh chị tìm ra cái điểm mạnh, có người là giáo viên thì cho đi những kiến thức dạy con cái, có những người là nhân viên văn phòng thì hãy cho đi cái kỹ năng quản lý văn phòng áp dụng vào gia đình, hãy cho đi những cái khả năng mà sử dụng các cái phần mềm văn phòng, nói chuyện với người ta, ai có cái gì cho cái đấy. Các bà nội trợ thì hãy cho đi công thức nấu ăn để làm bạn với khách hàng. Ngọc kể cho mọi người nghe, Ngọc chốt được một cái máy tạo nước bi chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, một người chưa được quen bao giờ. Mọi người có tin không? Một cái máy tạo nước bi cho một người chưa được quen bao giờ, chỉ ngay trong năm đầu tiên Ngọc bán máy tạo nước bi. Nghĩa là hôm đó không biết là mọi người ở đây có ai tham gia hội nữ doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Hawi không? Khi đó Hawi có tổ chức một cái buổi, là không biết mọi người có nghe đấy, đến nhiếp chính vương của Bhutan không? Đó là một cái quốc vương hạnh phúc. Và khi đó thì năm 2019 thì Hawi có tổ chức một cái buổi là thiền tọa đàm và thiền với nhiếp chính vương Bhutan. Thì Ngọc cũng đã tham gia một cái buổi ngày hôm đó. Thì Ngọc rất là mê thiền cũng như là những cái gì hướng Phật. Thì Ngọc ngồi cạnh một bên một chị đó, mọi người ạ. Hôm đó là Kangen á tài trợ cho chương trình đó, và trên đi ghế của Kangen là để những chai nước, những tờ rơi, tất cả mọi thứ về máy tạo nước yêu kiềm Kangen của Nhật Bản. Thì chị này ngồi bên Ngọc nói nhiều vô cùng. Mình đi thiền mà gặp một người kế bên, trời ơi, chém gió kinh khủng luôn, khó chịu vô cùng. Mọi người cảm giác cái cảm giác bực mình á, cái cảm giác bực mình lắm luôn ấy. Thế nhưng mà mình cố gắng thôi, mình thiền mà, mình cố gắng mình lắng nghe. Mình nghe xong á thì mình cố gắng mình im lặng, tại vì mọi người xung quanh im lặng lắm, mình không tò mò chuyện của người khác. Nhưng mà chị nói chuyện rất là nhiều, và chị nói rằng là chị có con nhỏ, con chị hay bị bệnh. Xong bắt đầu chị cầm cái tờ rơi, máy căng gần lên, và chị nói rằng em cũng thích mua cái máy này đấy, nhưng mà nhiều tiền quá, không biết bao giờ em mới mua được. Mọi người có thấy được hai điểm để bán hàng cho cái khách hàng này chưa? Hai điểm mọi người cho Ngọc viết cho Ngọc hai điểm để bán hàng cho khách hàng này, để hai điểm đó là gì? Ai mà nói được hai điểm á, thì lát nữa Ngọc mời cà phê online nha, Ngọc tặng một món quà là cà phê online cùng với Ngọc. Hai điểm để bán hàng cho khách hàng này là gì? À, kinh tế, giá, có nhu cầu đó là Ngọc thấy chị Phượng là nói rất là nhiều, lát nữa cà phê online với Ngọc nha, cảm ơn chị Phượng. Có nhu cầu là hiểu biết giá và con. Ngọc thấy một chị rồi, có ai đó vừa nói giá và con, đúng rồi, mua máy tạo nước bi vì con hay có bị bệnh. Thứ hai, nhu cầu, có nhu cầu. Thứ ba, thấy rõ, càng gần giá cao. Máy tạo nước bi chỉ có 39 triệu thôi. 39 triệu mà được trả góp. Mình nghĩ ngay trong đầu mình, bài toán trả góp. 39 triệu chỉ trả có 20% là 7 triệu 8 thôi. Còn số còn lại chia đều cho 12 tháng. Một tháng trả chưa đầy 3 triệu. Như vậy, cái câu chuyện để mình bán máy cho chị này có chưa? Có rồi. Nhưng người lạ làm sao làm quen? Người lạ làm sao làm quen? Thế thì nói chung là bắt đầu sau khi mà thiền xong, đến phút giao lưu Ngọc chào hỏi, giới thiệu, cho đi. Thôi em cũng đã từng nuôi con, và con em như thế này, con em như thế kia. Bắt đầu nói chuyện, mình phải đồng cảm với khách hàng. Rồi em cũng thích, rất là thích cái máy căng gần này. Thực sự là cái máy căng gần này nó cũng có rất là tốt, rất xuất xứ Nhật Bản. Nhưng mà nó có điểm này. Nhưng mà cái em nghe nói là đặc biệt là trên thị trường có những cái dòng máy nó có FDA Hoa Kỳ công nhận là thiết bị y tế loại 1. Bộ Y tế cũng công nhận là thiết bị y tế loại 1. Mọi người có biết đó chính là cái USB của sản phẩm máy tạo nước bi không? Rồi xong rồi nha. Ra về, Ngọc nán lại một xíu. Chụp hình hộ chị á. Mình làm
cho đi mà mình cho đi cái nước để con, cho đi những tấm hình đẹp. Thế là trên đường về chị bảo chứ thôi chiều nay á là em sẽ rủ chồng em qua công ty chị. Công ty của Ngọc ở 348 thì mình 2 phường 5 quận 3. Thì bây giờ sau 3 năm thì vẫn cứ nằm ở đó. Và thế là chiều hôm đó Ngọc đã bán được một cái máy tạo nước đi. Như vậy thì rõ ràng một điều, hãy lắng nghe, hãy làm bạn, hãy trao giá trị. Ngọc bán hàng, Ngọc không đi nài nỉ khách hàng bán hàng, mà khi Ngọc cho đi thì người ta sẽ tự động người ta đến, người ta mua với mình. Và sau đó thì Ngọc đã bán được với rất nhiều khách hàng như thế. Và trong 3 năm vừa qua thì Ngọc đã bán được rất là nhiều máy tạo nước bi ra thị trường Hồ Chí Minh và thị trường miền Nam. Anh chị nào mà có băn khoăn gì, có cái vấn đề gì về máy tạo nước bi thì Ngọc cũng sẵn sàng chia sẻ cho các anh chị, ngoài những cái gì mà nhà cung cấp chia sẻ cho chúng ta. Nên là Ngọc rất là cảm ơn Tổng Giám đốc Ninh Văn Giang là chủ tịch của cái hội doanh nhân lọc nước Hồ Chí Minh, trên cái hành trình đi tìm ra sản phẩm tốt mang về Việt Nam đã tìm được cái máy tạo nước bi. Chính nó đã mang lại cho Ngọc những cái quyết tâm về thay đổi sức khỏe, bảo vệ mình và bước ra khỏi vùng an toàn. Là 18 năm đi dạy, học hai bằng đại học sư phạm và một bằng thạc sĩ, và chồng mình bảo em bị điên. Người ta phải có cái gì trước, người ta mới ra kinh doanh. Em chả có cái gì trước mà em đi ra kinh doanh. Nhưng chỉ trong vòng 6 tháng Ngọc đã định vị được là Ngọc là Ngọc lọc nước. Cho nên ai mà kết bạn Zalo với Ngọc, Zalo Ngọc sẽ thấy tên là Ngọc thế giới lọc nước. Tất cả những cái gì Ngọc đã định vị trong đầu khách hàng là Ngọc lọc nước. Ai cần lọc nước trong mối quan hệ của Ngọc sẽ alo cho Ngọc ngay. Như vậy thì anh chị hãy chọn cho mình cái sản phẩm chiến lược mà định vị mình ở đó, ở DC. Tại DC nhiều sản phẩm lắm, mình không thể nào bán đủ thứ được. Chọn cho mình cái sản phẩm. Và khi bây giờ Ngọc thấy thêm một Billy là cùng tập khách hàng với máy tạo nước bi, anh chị bán Billy rồi, anh chị bắt đầu chia sẻ về máy tạo nước bi, bảo vệ cho cả gia đình lâu dài và toàn diện. Các bạn, anh chị đã bán máy tạo nước bi rồi, anh chị bán thêm Billy. Như vậy thì rõ ràng đó là những cái mà rất là tuyệt vời khi mà DC mang lại cho chúng ta. Ngọc chúc tất cả các anh chị có được những cái thành quả tuyệt vời từ BCA, và chúc anh chị một cái ngày mới tốt lành. Và ngày hôm nay đến với BCA, mình sẽ xác định một điều rằng không chỉ đến để kiếm tiền, mà đến giống như là một cái trường đại học thứ hai. Mình bước vào đây để học, để thay đổi, để phát triển bản thân. Nên Ngọc không chỉ chúc các anh chị bão đơn, mà Ngọc chúc các anh chị là nhận được nhiều giá trị. Và khi nhận rồi thì mình cũng sẽ cho đi thật là nhiều, để cho cái cuộc đời mình nó thú vị lên, để cho cái công việc kinh doanh của mình nó hạnh phúc hơn. Một ngày bình an và hạnh phúc ạ. Em thực sự là đến thời điểm em không biết nói câu gì nữa, bởi vì là cái phần chia sẻ của chị Ngọc quá hay, đúng không ạ? Một phần rất là cảm ơn chị Ngọc, có một phần chia sẻ cực kỳ cảm xúc và rất là chân thành. Và em xin phép là tất cả các anh chị chúng ta dành những bó hoa thật tươi thắm dành cho chị Ngọc được không ạ? Rất là cảm ơn phần chia sẻ của chị Ngọc nhé. Và tiếp theo đó đến phần cuối cùng của chương trình, cũng chắc là cũng đến giờ này là cũng nhiều anh chị chúng ta phải đi làm rồi, thì là các anh chị chúng ta có những cái câu hỏi và có những cái thắc mắc, có những cái gì mà chúng ta cần tìm hiểu thêm, không những về cái dòng sản phẩm máy tạo nước bi và về các cái dòng sản phẩm máy lọc nước khác ở của thế giới lọc nước, hoặc là các anh chị muốn tìm hiểu thêm về thậm chí là các hãng lọc nước khác ở trên thị trường hiện nay họ có những cái ưu điểm như thế nào, có những cái điểm gì mà cần tìm hiểu ấy, thì các anh chị chúng ta có thể vào nhóm hỗ trợ. Hiện nay thế giới lọc nước đang có khoảng 6 nhóm hỗ trợ với khoảng gần 6.000 đại lý. Gần 6.000 đại lý đang ở trong các nhóm hỗ trợ của thế giới lọc nước. Và các anh chị, em sẽ gửi cái đường link ở trên nhóm, ở trên khung chat, em sẽ gửi đường link cái nhóm hỗ trợ gần nhất hiện nay. Và các anh chị hoàn toàn có thể vào trong cái nhóm hỗ trợ đó để các anh chị chúng ta nhận được những cái tài liệu, nhận được những cái thông tin thêm về sản phẩm, những cái tài liệu mà các anh chị cần tìm hiểu thêm. Hoặc là trong nhóm hỗ trợ thì luôn luôn có các bạn chuyên viên sẽ trực 24/7 và sẽ hỗ trợ các anh chị, thậm chí là có những anh chị chúng ta chưa tư vấn được cho khách, chúng ta chưa tự tin có đủ kiến thức để tư vấn cho khách, thì các bạn chuyên viên cũng sẽ hỗ trợ các anh chị để có thể tư vấn cho khách, giúp các anh chị nhé. Và với trong sản phẩm máy tạo nước bi như chị Ngọc vừa chia sẻ rất là đúng, tức là khách hàng ấy, có rất nhiều khách hàng họ thích, gần như là khi tìm hiểu về cái trong sản phẩm này thì họ đều rất là thích, bởi vì là nó có những cái ưu điểm quá nổi bật so với các cái loại nước lọc nước thông thường hiện nay ở trên thị trường. Tuy nhiên thì sẽ có rất nhiều vấn đề khiến cho khách hàng có quyết định sử dụng hay không, ví dụ như vấn đề liên quan đến giá thành. Thì hiện nay trong thế giới lọc nước đang có chương trình, với cái việc mà khách hàng lăn tăn về cái kinh tế, chúng ta có những cái chương trình trả góp, đúng không ạ? Và hiện nay với chương trình trả góp thì khách hàng chỉ cần duy nhất là có một cái hai cái điều kiện thôi. Thứ nhất là điều kiện cần, đấy là khách hàng có thẻ tín dụng, và điều kiện thứ hai đấy là cái hạn mức chi tiêu trong thẻ đó
lớn hơn mặt bằng giá trị của máy là chúng ta hoàn toàn có thể được hưởng các cái chương trình trả góp của thế giới lọc nước hiện nay để về cái dòng sản phẩm máy tạo nước bi này anh chị nhé. Nên tức là hiện nay công ty đang có rất nhiều những cái sự hỗ trợ dành cho các khách hàng mong muốn được sử dụng cái dòng sản phẩm máy tạo nước bi của Batech Hàn Quốc. Và cái việc tư vấn về dòng sản phẩm máy tạo nước bi này thì đúng là như chị Ngọc nói là khó, nó không phải là dễ, nhưng mà khó thì rất khó, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách thì nó lại vô cùng đơn giản các anh chị nhé. Với dòng sản phẩm máy tạo nước bi này, và đang một điểm đặc biệt nữa đấy là với cái dòng máy tạo nước bi này, bởi vì cái giá trị của nó thực sự là giá trị của cái dòng sản phẩm từ 39 triệu đến 95 triệu ấy, thì nó cũng phần nào đó thì có rất nhiều các anh chị đại lý của BC hiện nay đã lên sàn rất nhanh chỉ riêng với dòng sản phẩm máy tạo nước bi này. Và bây giờ cũng đã đến, còn rất là nhiều điều em muốn chia sẻ nữa, nhưng mà cũng đã 6 rưỡi rồi mà cũng đã chuẩn bị đến giờ các anh chị chúng ta phải rời Zoom để chúng ta đi làm, đúng không ạ? Chúng ta đi làm. Thì em xin phép, đầu tiên em xin phép cảm ơn nhóm của đại lý Lý Nguyễn đã tổ chức cái buổi Zoom 5 giờ sáng ngày hôm nay để giúp chúng em có thể kết nối với tất cả các anh chị trong buổi này. Cảm ơn MC Linh Lan đã chia sẻ, đã giới thiệu trong chương trình, buổi đầu của chương trình của chúng ta. Và đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Ngọc và chị Phương đã có những phần chia sẻ rất là ý nghĩa dành cho tất cả các anh chị đại lý của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi rời cái buổi họp, buổi chia sẻ buổi sáng này, em xin phép gửi tới toàn thể tất cả các anh chị một cuối tuần thật là vui vẻ, đúng không ạ? Chúc cho các anh chị một ngày tràn đầy năng lượng và chúc cho các anh chị có một cuối tuần gặp thật nhiều cái niềm vui và may mắn các anh chị nhé. Và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái buổi Zoom tiếp theo của Thế giới lọc nước. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào những buổi sau các anh chị nhé.